quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức khoa học về sức khỏe. Đừng quên nhấn nút đăng ký để là người đầu tiên nhận được những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cùng chung tay tạo dựng cộng đồng người Việt khỏe mạnh trên khắp thế giới bằng cách nhấn nút like, share khi thấy video hữu ích nhé bạn thân mến. Xin chân thành cảm ơn. Bài tập tốt cho cả sức khỏe và tâm trí. Chỉ 30 phút mỗi ngày, cuộc sống của bạn có thể thay đổi một cách hoàn toàn. Tập thể dục không nhất thiết là chăm chăm phải đến phòng gym, mà đơn giản chỉ là những bài tập như đi bộ. Có thể nói, đi bộ là môn thể dục đơn giản bậc nhất, nhưng đáng tiếc là không phải ai cũng hiểu được giá trị vô cùng lớn của bài tập này đối với sức khỏe. Tập thể dục rất quan trọng, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, và ai cũng phải công nhận điều này. Tuy nhiên, nếu bạn không có nhiều thời gian thì phải làm sao? Thực tế, tập thể dục không nhất thiết là phải những bài tập dài với cường độ cao. Chỉ cần dành ra 30 phút đi bộ hàng ngày có thể giúp bạn cảm thấy tốt hơn nhiều và tạo ra những thay đổi tích cực cho sức khỏe. Bạn nghĩ là điều này có thực sự cần thiết hay không? Vậy thì hãy thử trả lời. Hàng ngày bạn thực hiện bao nhiêu hoạt động thể chất? 1/3 số người được hỏi có câu trả lời gần như không đủ yêu cầu trong một tuần cơ bản, và đến 95% thậm chí không hoạt động thể chất nào mỗi ngày. Như đã nói, tập thể dục không nhất thiết là ta cứ phải đến phòng gym, mà chỉ đơn giản là những bài tập đi bộ hay chạy bộ. Các nhà khoa học thậm chí đã chỉ ra được rất nhiều lợi ích khi đi bộ mỗi ngày mà bạn có thể sẽ rất ngạc nhiên. 1. Cải thiện tầm nhìn. Theo công bố của Viện Nhãn khoa Hoa Kỳ, việc đi bộ mỗi ngày có thể giúp bạn cải thiện tầm nhìn. Một trong những vấn đề được khắc phục nhiều nhất khi đi bộ thường xuyên là bệnh tăng nhãn áp. Việc đi bộ thường xuyên sẽ giúp giảm áp lực xung quanh mắt, cho đôi mắt khỏe mạnh hơn. Đặc biệt, đi bộ có ảnh hưởng tích cực đến khoảng 73% các tình trạng đang mắc phải vấn đề về nhãn lực. Đây là một con số vô cùng lớn mà bạn không thể bỏ qua. 2. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Một trong những điều hữu hiệu nhất có thể nhìn thấy mà đi bộ đem đến cho chúng ta là việc làm giảm nguy cơ mắc và phát triển một số bệnh về tim mạch. Điển hình nhất có thể kể đến như làm giảm huyết áp, lưu thông máu tốt hơn, cân bằng cholesterol, cân bằng chất béo, giảm nguy cơ đột quỵ và nguy cơ về các vấn đề mạch vành. Tuổi tác là yếu tố lớn nhất dẫn đến thoái hóa xương khớp, nhưng không vì thế mà người trẻ không bị mắc phải. Một trong những cách tốt nhất để ngăn ngừa tình trạng này là bạn nên liên tục bổ sung sức mạnh, sự dẻo dai cho các bộ phận. Bởi vậy, đi bộ mỗi ngày chính là cách không thể tích cực và đơn giản hơn. Đi bộ ảnh hưởng đến, thứ nhất là vùng chân. Điều dễ dàng nhận thấy, đi bộ thường xuyên cho một đôi chân bền bỉ, cơ bắp khỏe mạnh và còn cải thiện được nhiều vấn đề về xương khớp. Thứ hai là phần lưng dưới. Khi bạn bị đau lưng dưới, nó có thể dẫn đến giảm sự tập trung và hiệu quả trong công việc cũng như suy nghĩ tích cực. Đi bộ hàng ngày có thể giúp bạn hạn chế mức độ đau lưng mãn tính, giúp bạn kiểm soát sự khó chịu một cách hiệu quả hơn. Thứ ba là tác động đến mật độ xương. Nhiều người bị giảm mật độ xương khi có tuổi, dẫn đến các vấn đề về đau nhức hay tổn thương xương khớp. Hoạt động thể chất thường xuyên sẽ giúp cho xương chắc khỏe vì chúng hỗ trợ cân nặng của bạn. Vùng xương sống cũng giống như với lưng dưới. Đi bộ giúp tăng lưu thông máu, vùng lưng dưới linh hoạt, dễ chịu hơn. Điều này là do lưu lượng máu xung quanh cột sống có xu hướng tăng lên rất nhiều khi tập thể dục. Khi xương khớp, cơ bắp khỏe mạnh và dẻo dai thì nguy cơ chấn thương của bạn sẽ thấp hơn. Chẳng ai muốn mất vài tháng lao động kiếm tiền vì gãy xương cả. Nên đó là một động lực đáng kể để bạn bắt đầu đi bộ mỗi ngày. Có khi nào bạn cảm thấy các khớp hay các bó cơ bị co cứng, khó di chuyển? Vậy hãy thử đi bộ 30 phút mỗi ngày để nới lỏng các khớp. Mặc dù điều này không thể chữa khỏi các bệnh nghiêm trọng như viêm khớp, nhưng nó chắc chắn có thể hỗ trợ giảm các triệu chứng liên quan. 3. Thay đổi tâm trạng theo hướng tích cực. Ai ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có một đời sống tinh thần khỏe mạnh, tích cực và ít suy nghĩ tiêu cực. Dù bạn tin hay không thì đi bộ cũng giúp bạn cải thiện rất nhiều sức khỏe tinh thần. Ví dụ như
Nếu bạn không thích đi bộ với mục đích tập thể dục thì chỉ cần thong dong vài vòng quanh khu mình ở hay công viên là đủ. Chỉ cần việc ở ngoài trời và được bao quanh bởi cây xanh thực sự có thể giúp bạn thư giãn hơn phần nào. Theo một nghiên cứu của tạp chí Nhân học Sinh lý học, việc ở gần thiên nhiên và đi bộ trong ít nhất 20 phút có thể làm giảm mức độ cortisol trong não. Cortisol là một chất dẫn truyền thần kinh căng thẳng và sản xuất quá mức có thể dẫn đến lo lắng, giảm suy nghĩ tích cực và nhiều các vấn đề khác. Các nhà khoa học cũng đã chỉ ra rằng những người đi bộ thường xuyên trong tuần, thậm chí chỉ với 200 phút hoạt động thể chất, có thể giảm bớt một số triệu chứng của trầm cảm lâm sàng. Trong vòng 3 năm, những lợi ích tích cực vẫn còn miễn là thói quen này được tiếp tục duy trì. Mặc dù nghiên cứu này mới chỉ thực hiện trên nữ giới, nhưng hầu như tất cả các giới đều sẽ nhận được những tác động tích cực ở mức độ nào đó từ việc đi bộ thường xuyên. Chứng mất trí nhớ và Alzheimer là những căn bệnh đáng sợ mà nhiều người cao tuổi thường gặp phải. Càng già thì nguy cơ xuất hiện các rối loạn thoái hóa này càng cao. Do đó, nên tập thói quen đi bộ mỗi ngày sớm. Các nghiên cứu cũng chỉ ra những bệnh liên quan đến não như đột quỵ cũng có thể được cải thiện chỉ nhờ việc đi bộ. Nói chung, đi bộ thông thường đã là rất tốt cho chức năng nhận thức tổng thể. Nó giúp bạn tập trung và nhớ lâu hơn, tỉnh táo để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. Khi bạn đi bộ, các hormone tích cực được gọi là endorphin được sản xuất ngày càng nhiều. Điều này giúp bạn cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng hơn trong suốt thời gian còn lại của ngày. Trên thực tế, ngay cả nhân viên văn phòng cũng thấy rằng việc đi bộ nửa giờ sẽ khiến họ háo hức hơn để tiếp tục công việc. 4. Hỗ trợ giảm cân. Nếu bạn đã nghiên cứu về các cách giảm cân hiệu quả thì chắc không lạ gì với việc đi bộ. Mặc dù chỉ là một bài tập đơn giản, nhưng nó có thể đốt cháy nhiều calo hơn bạn nghĩ. Và đây là cách mà đi bộ có thể giúp bạn giảm cân hiệu quả. Nói đi bộ giúp bạn giảm cân quả không sai. Bởi đi bộ chậm sau bữa ăn sẽ giúp kích thích khả năng tiêu hóa, thức ăn sẽ đi qua dạ dày nhanh hơn, chất béo cũng được đào thải tốt hơn. Mặc dù chỉ là một bài tập cường độ thấp, nhưng đi bộ thường xuyên cũng giúp xây dựng được một số nhóm cơ bắp nhất định trên toàn thân. Tất nhiên nó không hiệu quả như luyện tập cường độ cao, nhưng nó chắc chắn giúp bạn có hứng thú hơn nếu muốn tập nâng cao thêm một chút. Chất béo không nhất thiết phải là một thành phần xấu, nhưng lượng mỡ dự trữ trong cơ thể phần lớn là nguyên nhân gây tăng cân và có thể gây nguy hiểm cho cơ thể. Với nhiều người có mỡ bụng hoặc đặc biệt tập trung và quan tâm đến việc chỉ giảm mỡ ở khu vực này mà không biết thực chất chỉ cần năng đi bộ là có thể giảm cân đáng kể. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý, đi bộ với tốc độ đủ nhanh để nhịp tim của bạn tăng lên và hơi thở của bạn trở nên sâu hơn. Khi đi bộ, cơ thể sẽ cần nhiều năng lượng hơn để giữ hoạt động được trơn tru. Nếu bạn đi bộ với tốc độ đủ nhanh, quá trình trao đổi chất cơ thể của bạn cũng sẽ tăng lên, đòi hỏi cơ thể phải dùng đến các kho dự trữ năng lượng. Vì thế, bạn nên đi bộ với tốc độ nhanh vừa phải, hoặc nếu được thì tập đi lên dốc. Đi bộ sau khi ăn không những giúp tiêu hóa tốt, giảm cân mà còn hỗ trợ làm giảm mức glucose trong máu, giúp hạn chế nguy cơ mắc các bệnh như kháng insulin và tiểu đường type 2. Tất nhiên bạn cũng cần kết hợp với một chế độ ăn uống hợp lý và lành mạnh. Chỉ với 30 phút đi bộ mỗi ngày, bạn đã có thể khắc phục được đáng kể các vấn đề về sức khỏe bản thân. Bạn có thể đi bộ mọi lúc mọi nơi, trong giờ nghỉ trưa hay sau bữa ăn, hoặc thậm chí chỉ là để giúp cho tâm trạng được cải thiện. Bạn sẽ rất ngạc nhiên về những gì mà hoạt động thể chất đơn giản có thể tác động đến sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage kiến thức khoa học về sức khỏe.